mực nước thượng lưu đập Kakhovka hạ dần mở ra cơ hội tấn công cho lực lượng Kiev. Như quên bất ngờ chọc sâu vào sườn phòng thủ của Nga ở mặt trận miền Nam. Giữa lúc đó tại Kherson, Như quên tấn công chính xác vào đoàn tàu quân sự Nga trong quá trình binh lính đang bất dở đàn dược. Các diễn biến đang chú ý khác. Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ tổn thất của Nga đang cao nhất kể từ đỉnh điểm của trận chiến Bắc Mút Tổng thống Zelensky tuyên bố như quen bước vào tuần cực kỳ quan trọng đối với các hành động tấn công. Ông Trump Kushner, Prigozhin thất bại hoàn toàn trong cuộc tranh chấp với đại tướng Shigul. cận vệ Tổng thống Nam Phi mang 12 container vũ khí tới Ba Lan. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. thì ái mến chào quý các khán giả đang xem tin tức trên kênh HJD News. Kính thưa quý vị. Gần 2 tuần sau vụ vỡ đập Kharkovka, cơ hội mới đang xuất hiện với Ukraine. Lực lượng Kiev đã tính toán điểm đứt rút để bất ngờ chọc sâu vào sườn phòng thủ của Nga ở mặt trận miền Nam. Theo báo cáo của RBC Ukraine có liên quan đến Viện Nghiên cứu Chiến tranh, quân đội của Ukraine và du kích tấn công các vị trí phía sau của quân đội chiếm đóng của Nga tại phía Nam. Các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công và phòng thủ theo nhiều hướng tình hình ở khu vực Kharkov và Lugansk. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 17 tháng 6 cho thấy các lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công mặt đất hạn chế gần berestovoi và Rasdolevka. Giao tranh ở khu vực Donetsk vào ngày 18 tháng 6, các lực lượng Nga và Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công hạn chế trên bộ và khu vực Bắc Mút. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã thực hiện các chiến dịch tấn công không thành công gần Orekhovo, Vasilovka và Stubokka. Vadim Astafiev, phát ngôn viên của nhóm lực lượng phía Nam Nga, cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần Majors. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine gần Sheveny. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Nga đã thực hiện các chiến dịch tấn công không thành công gần FDFK và Marinka. Một blogger người Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công trên bộ không thành công ở phía tây nam FDFK gần Stavnoye và Vodianoye. Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố FDFK, military Barabas, cho biết trong hai tuần qua, các lực lượng Ukraine đã tiến được hơn 1 km về phía bắc FDFK. Trong khi đó, ở mặt trận phía Nam, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào Ukraina và Vodiane. Vào ngày 18 tháng 6, quân đội Ukraine tiếp tục có hành động phản công ở biên giới hành chính giữa khu vực phía Tây Donetsk và phía Đông zaporozhye Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các nguồn khác của Nga tuyên bố rằng quân đội Nga được cho là đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần Novodonetsk, Dnepropetrovsk và novodarovka các blogger Nga đã tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã tiến gần Zirocene, nhưng quân đội Nga được cho là vẫn kiểm soát thị trấn. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 18 tháng 6 cho thấy các lực lượng Ukraine đã đến phần phía tây của Biatiki, với một blogger người Nga tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã chiếm các vị trí ở phía tây của ngôi làng Bộ Quốc phòng Nga và các nguồn khác của Nga tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía nam Orekhov. Một blogger từ Liên bang Nga lưu ý rằng các lực lượng Ukraine đã tiến được 300 m trên tuyến robotino piatykharka Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov cho biết các lực lượng Nga đang di chuyển thêm nhân viên và thiết bị quân sự hạng nặng từ các quận của Novakarkovka đến tiền tuyến ở khu vực Zaporozhye thông qua Melitopol. Ngày 18 tháng 6, quân đội và du kích Ukraine tiếp tục phá hoại các hậu cứ của Nga ở miền nam Ukraine. Fedorov báo cáo rằng quân du kích Ukraine đã phá hoại một đoạn đường sắt gần Melitopol. Bộ chỉ huy tác chiến Ukraine phía nam báo cáo rằng quân đội Ukraine đã tấn công các thành trì của Nga ở vùng Skadov và Kherson. Và cố vấn của người đứng đầu Kherson, Serhiy Klan, nói rằng quân đội của Ukraine đã phá hủy một kho đạn dược của Nga ở quận Trikov, Kanichas. Ukraine tấn công chính xác vào đoàn tàu quân sự Nga trong quá trình binh lính đang bốc dỡ đạn dược. Gần Detroit, một đoàn tàu quân sự của Nga đã bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công trong khi người Nga đang dỡ đạn. Nó đã xảy ra ở vùng Rykov, Kherson bị chiếm đóng. Như trong web charter97.org đã đưa tin trước đó, vào sáng sớm Chủ nhật ngày 18 tháng 6, những vụ nổ mạnh đã vang lên ở khu định cư Dikove bị chiếm đóng nằm ở vùng Kherson. Sau đó, người ta biết rằng đoàn tàu chở đầy đạn dược của quân chiếm đóng đã bị trúng đạn. Một số lượng lớn video về vụ nổ đã xuất hiện trên Internet được quay bởi những người chứng kiến. Thông tin cũng đã được công bố của thị trưởng Maribo Petro Andreschenko xác nhận. Cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga được thực hiện vào khoảng 4 giờ sáng. Họ tấn công ngay vào khu vực của thang máy ngũ cốc. Dựa trên các báo cáo từ người dân địa phương, có một kho đạn dược lớn ở đó. Quá trình kích nổ đã bắt đầu, Andreas Trinko nói. Người dân địa phương đã nghe thấy tiếng đạn nổ trong vài giờ sau khi khu vực này bị tấn công. Nhà báo Denis Kajanski làm rõ rằng, một đăng tàu của quân đội Nga đã bị tấn công trong quá trình dỡ đạn dược tại nhà ga Batinasi. Ông chỉ rõ, có rất nhiều người chết trong quân đội của Nga khi đang bốc dỡ hàng. Trikov nằm cách các vùng lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát khoảng 120 km có thể giả định rằng, người Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công cơ sở quân sự của Nga. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ tổn thất của Nga đang cao nhất kể từ đỉnh điểm của trận chiến mặt mất. Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật cho biết, cả quân đội của Nga và Ukraine đang chịu thương vong cao khi Kiev giành lại lãnh thổ do Moscow kiểm soát dọc theo chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng, mặc dù các lực lượng của Nga đã duy trì hệ thống phòng thủ tương đối hiệu quả ở phía nam của đất nước, nhưng tổn thất của Điện Kremlin có thể là cao nhất kể từ đỉnh điểm của trận chiến giành bạc mất vào tháng 3. Nga và Ukraine thường xuyên chia sẻ con số thương vong cho bên kia, nhưng không đưa ra con số tổng thiệt hại của chính họ. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 650 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến trong 24 giờ trước đó. Một ngày trước đó, quân đội Ukraine cho biết Nga đã mất 670 binh sĩ. Newsquid không thể xác minh độc lập số thương vong từ Moscow hoặc Kiev. Marina Miron, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh tại Đại học King's College London, cho biết rất khó xác định thương vong trong một cuộc chiến đang diễn ra vì cả hai bên sẽ cố gắng giữ bí mật dữ liệu và thổi phồng con số thương vong của đối phương. Tổng thống Zelensky tuyên bố, Ukraine bước vào tuần cực kỳ quan trọng đối với các hành động tấn công. Tổng thống Zelensky cho biết tuần này rất quan trọng đối với các hành động tấn công của Ukraine. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn các binh sĩ Ukraine đã chiến đấu hết mình để bảo vệ tổ quốc. Trong bài phát biểu hàng đêm như thông lệ, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng, tuần này rất quan trọng đối với sự phòng thủ của Ukraine vì những bước tiến và những hành động tấn công của Ukraine đã đạt được và đã đến lúc cảm ơn tất cả các chiến binh Ukraine, những người đã rất xuất sắc chiến đấu trong tuần này. Tổng thống Zelensky cho biết thêm, mặt trận Tabria là khắc nghiệt nhất Ông cảm ơn những người lính thủy đánh bộ của lữ đoàn biệt động 35, lính dụ của lữ đoàn 79, tiểu đoàn trinh sát biệt lập 130, lữ đoàn săn lùng biệt lập 68, lữ đoàn cơ giới biệt lập 23 và các pháo binh của lữ đoàn 44. Tổng thống Zelensky cũng đặc biệt đề cập đến đại đội máy bay không người lái tấn công của lữ đoàn cơ giới riêng biệt thứ 47 do Trung sĩ trưởng Rustam Mastafev chỉ huy và kiếp lái của một chiếc xe rà phá bơm mìn bột thép của Trung đoàn hỗ trợ riêng biệt thứ 70 gồm Thượng sĩ Mikola Nikanrov và Trung sĩ Roman Lysin. Ông cũng cảm ơn lực lượng vệ binh quốc gia và ghi nhận công lao của Thượng sĩ Vasyl Vosilin và Trung đội trưởng Denis Zelensky tiểu đoàn tác chiến số 4 và lữ đoàn tổng thống số 1 của lực lượng vệ binh quốc gia, những người đang thực hiện các nhiệm vụ ở Luhansk Oblast gần Bilohorivka. Ông Zelensky cũng cho biết trong tuần, những người bảo vệ bầu trời Ukraine đã thực hiện hơn 100 cuộc không kích theo nhóm vào các vị trí của khu vực hậu phương của Nga. Tổng thống Zelensky kết luận, gần 30 tên lửa và khoảng 50 máy bay không người lái tấn công của Nga đã bị phá hủy trong 7 ngày và tôi muốn chúc mừng những người bảo vệ bầu trời trên khu vực Khi áp, lữ đoàn tên lửa phòng không Kiev thứ 96 của lực lượng không quân. Tất cả Caliber và Kinshaw đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công này. Ông Trung Wagner Prykoshin thất bại hoàn toàn trong cuộc tranh chấp với Đại tướng Sergo. Cựu chủ huy Nga Igor Kukin gần đây cho biết, người sáng lập tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Shepkady Prykoshin, đã thua chắc chắn trong cuộc tranh chấp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Tập đoàn Wagner của Prigozhin là một tổ chức bán quân sự bao gồm phần lớn các tù nhân người Nga đã chiến đấu bên cạnh quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Tập đoàn Wagner đã đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của Moscow nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn Bắc mút ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Prigozhin và Đại tướng Shoigu đã trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây. Ông Prigozhin đã nhiều lần cáo buộc Bộ trưởng Shoigu cố ý tước đoạt đạn dược và sự hỗ trợ của quân đội, đồng thời đã rút quân khỏi Bắc Mút. Trong khi đó, ông Shoigu đã quyết định tất cả các binh sĩ tình nguyện chiến đấu với Nga sẽ phải ký hợp đồng chính thức với Liên bang Nga trước ngày 1 tháng 7, bao gồm cả tập đoàn Wagner nhưng ông Prigozhin đã từ chối nhà lãnh đạo Nga đã đứng về phía Shoigu phán quyết rằng Prigozhin phải nghe lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng. Gurkin cho biết trong những nhận xét gần đây đã được Anton Gerashenko, cố vấn của Bộ trưởng Bộ nội vụ Ukraine, dịch và đăng lên Twitter vào Chủ nhật. Ông Gurkin nói thêm, Chúng tôi có thể nói rằng sau cuộc gặp với Tổng thống dường như diễn ra vào ngày hôm qua hoặc ngày hôm trước, Prigozhin đã im lặng và đã thua cuộc một cách dứt khoát và không thể cứu vãn. Ông Gokin cho biết, ông Trump Wagner có khả năng sẽ cố gắng trì hoãn việc thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào, yêu cầu ông phải tuân theo Sergei, ngay cả khi những nhiệm vụ đó đến từ chính Putin, bởi vì lãnh đạo tập đoàn Wagner tin rằng Nga vẫn có thể dựa vào lực lượng của ông để đạt được tiến bộ ở Ukraine. 32.000 cựu tù nhân đã trở về nhà sau chiến tranh ở Ukraine. Ông Prigozhin cho biết, 32.000 cựu binh bị kết án từ công ty quân sự tư nhân của ông đã trở về nhà sau khi hợp đồng của họ kết thúc. Ông Rikosin cho biết, tính đến ngày 18 tháng 6, 32.000 người trước đây đã bị kết án và tham gia vào cuộc xâm lược trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugat và Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong hàng ngũ của Wagner đã về nhà khi kết thúc hợp đồng của họ. Cận vị Tổng thống Nam Phi mang 12 container vũ khí tới Ba Lan Thưa quý vị, truyền thông Ba Lan đưa tin, đội an ninh của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã cố gắng dỡ 12 container vũ khí ở Ba Lan. Hãng thông tấn Ba Lan Zepap đưa tin, ông Ramaphosa đã đến qua Zor trước khi đến Kiev bằng tàu hỏa. Ông bay trên một chuyên cơ riêng và một chuyên cơ khác chở 120 người, bao gồm các nhà báo và cận vị tổng thống. Chiếc máy bay này cũng chở quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt các nhân viên hải quan Ba Lan đã không cho phép họ rời khỏi máy bay và lấy hành lý vào tối thứ Năm ngày 15 tháng 6. Trưởng đoàn cận vệ của Tổng thống cáo buộc chính phủ Ba Lan cố tình phá hoại sứ mệnh hòa bình của Tổng thống Nam Phi. Ông nói thêm rằng hành vi của chính quyền Ba Lan là gây sốc và phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, như cơ quan truyền thông lưu ý, ông không đề cập đến các vệ sĩ dưới quyền của ông đã cố gắng dỡ 12 thùng chứa vũ khí khỏi máy bay. Sự thật đã được nhà báo Amanda Koza, người có mặt trên máy bay, kể lại. Nhà báo này cho rằng, có thể vì những container chứa vũ khí này nên Italy không muốn cho máy bay đi vào không phận của mình. Koza nói, họ đã rút giấy phép bay qua và chúng tôi phải thực hiện 6 vòng qua địa Trung Hải trước khi đến qua Như đã đưa tin, chuyên cơ chở chuyên cơ an ninh của Tổng thống Cộng hòa Nam Phi và đoàn báo chí của ông đã bị mắc kẹt tại sân bay Warsaw do không có giấy phép dù phía Nam Phi cho rằng mình có đầy đủ giấy tờ cần thiết. Cuối cùng, các cận vệ bị mắc kẹt ở Warsaw và Tổng thống Ramaphosa cùng thành viên của phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi đến thăm Ukraine để đề xuất một kế hoạch hòa bình đã đến khi áp mà không có họ. Bộ Ngoại giao Ba Lan giải thích rằng, tình huống này xảy ra do các vị khách không tuân thủ các thủ tục tiêu chuẩn để vào Ba Lan, bao gồm cả việc thiếu giấy phép cho các chất nguy hiểm. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hjdnews.ptv gmail com một lần nữa đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp. Theo.